Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình chiến thất thứ ba episode thứ 17. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thực lệ mỗi một ngày thứ ba thì chúng ta vẫn có chương trình chiến thất chủ yếu là tìm hiểu sâu tất cả các vấn đề liên quan tới à, hành pháp lập pháp và tư pháp của hoa kỳ cũng như cuộc bầu cử của hoa kỳ diễn ra như thế nào đây chủ yếu là cái chương trình phân tích và giải thích một cách rõ ràng hơn cho khán thính giả ở mỹ cũng như là ở bên ngoài nước mỹ có dịp hiểu rõ hơn về cách làm việc của quốc hội của hành pháp của tư pháp hoặc là bầu cử tại Hoa Kỳ. Đây sẽ là một trong những cái chương trình mục đích là mang thêm thông tin, giải thích một cách rõ nét hơn cho quý vị. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái chương trình này. Và trong cái chương trình chiến thức episode thứ 17 của Phong ngày hôm nay, thì quý vị, trong suốt thời gian vừa qua, thì chúng ta đã thấy rõ được cái hướng đi của hai đảng, ở chính hai đảng chính tại Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Và càng gần tới ngày bầu cử, tức là chúng ta còn khoảng một tháng nữa là tới bầu cử sơ bộ và sau đó tháng 11 năm tới là cuộc tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ, trong đó gồm cả Quốc hội lẫn bên hành pháp đều bầu cử trở lại và sẽ chọn ra ai là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ và bắt đầu từ cách đây hơn một tháng thì à, gần hai tháng thì à, cái chiến dịch bầu cử của hai đảng đã bắt đầu được tung ra, thì quý vị trong đó thì phía đảng Cộng hòa là nhấn mạnh vào trong cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp và tình trạng an ninh quốc phòng của biên giới là cái uh, tâm điểm trong cuộc bầu cử của họ. Ngược lại, Đảng dân chủ năm nay họ chọn một cái tiêu đề khác đó là phá thai. Vấn đề phá thai được uh, Đảng dân chủ chọn trọng tâm để làm cái mục tiêu của cuộc tranh cử năm 2024 và có nhiều khán giả đã đặt ra câu hỏi là vậy thì người dân Mỹ quan tâm cái gì? thì quý vị hai đảng đều đi theo hai cái hướng này thì thật sự nhiều người chủ quan cho rằng vấn đề phá thai nó quá nhỏ nó không lớn để có thể uh, trở thành một cái đề tài tiêu đề tranh cử của đảng dân chủ thì những người đó sai bởi vì cái cuộc bầu cử đặc biệt cách đây khoảng uh, một tháng thì quý vị thấy rõ là các tiểu bang đỏ của hoa kỳ những người dân ở đây <laughs> đều có cái sự ủng hộ cho quyền phá thai từ ở Iowa cho tới Ohio cho tới một số những cái tiểu bang được xem là những tiểu bang màu đỏ thì ngay cả Texas người ta cũng đã ủng hộ cho cái quyền phá thai mặc dù các tiểu bang này kể cả Florida đã có một cái chính sách gây gắt với phá thai như là Florida hay là Texas thì họ áp dụng sau 6 tuần lễ là không được phép phá thai bây giờ thì tình trạng này đã có thể được chăm trước rồi thì quý vị đảng dân chủ năm nay Họ sử dụng cái tiêu đề phá thai là cái tiêu đề tránh bên cạnh những cái tiêu đề khác là vấn đề giữa người da đen và người da trắng, vấn đề kiểm soát về súng đạn và vấn đề gọi là nâng cái gọi là cái DEI tức là cái vấn đề liên quan tới mà họ gọi là công bằng, hội nhập và đa dạng tức là DEI. Thì đây là cái chủ trương của đảng Dân Chủ đưa ra trong mùa bầu cử năm 2024. Tuy nhiên, những vấn đề khác thì họ tạm thời không có thúc đẩy mạnh bằng cái vấn đề phá thai, bởi vì theo quan niệm của đại dân chủ, đụng tới phá thai không những là phụ nữ ủng hộ mà đôi lúc có những phái nam cũng ủng hộ. Nhiều ông không có muốn có con mà, đại khái như vậy, cho nên là họ vừa chiến thắng trong cái cuộc bầu cử đặc biệt vừa rồi trong vấn đề nhà đặt trọng tâm về phá thai đây là cái cuộc thử nghiệm của đảng dân chủ tại vì đảng dân chủ cho tới giờ phút này họ chưa kiếm được một cái điểm nào để mà có thể ra tạo thế mạnh cho họ cuộc bầu cử năm 2024 trong đó gồm có ở quốc hội trong đó gồm có ở hành pháp ok hành pháp thì là tranh cử tổng thống còn quốc hội thì à, 435 ghế của Hạ viện phải tái tranh cử trở lại. Và trên sàn Thượng viện có 33 ghế phải tái tranh cử trở lại. Thì trong đó có 10 ghế của đảng Cộng Hòa, 20 ghế của đảng Dân Chủ và 3 ghế độc lập. Phải là tái tranh cử trở lại trên sàn Thượng viện. Do đó đảng Dân Chủ họ muốn là cần phải thống nhất một cái tiêu đề chung để họ có thể giành được chiến thắng. Thì một cái tiêu đề mà được xem là họ có thể đồng nhất với nhau là vấn đề phá thai. <laughs> trong khi đó những cái vấn đề khác thì đảng dân chủ có nhiều bất đồng do đó họ chọn chung cái này là giải quyết được vấn đề đoàn kết của đảng dân chủ để mà thúc đẩy cái này trở thành tiêu đề thì có nhiều người hỏi tôi là ủa vậy thì cái này có quan trọng lắm hay không thì quý vị thật sự trước đây tôi từng nói với quý vị vấn đề phá thai là một cái vấn đề khó xử nhất và vừa rồi trong cái phán quyết của tối cao pháp việt họ đã đưa ra phán quyết lật đổ cái uh, Phán quyết của năm 1973 gọi là Roe v Wade, trong đó là à, không đưa cái quyền phá thai trở thành một cái quyền nằm trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì họ đã trả lại cái quyền này cho các tiểu bang. Tức là trước đây đó, sau cái phán quyết năm 1973 khi có một phụ nữ kiện về quyền phá thai của bà thì bà đã chiến thắng ở tối cao pháp viện và trong đó thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết là cái quyền phá thai của phụ nữ nằm ở trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà năm 2022 thì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã duyệt lại và nói rằng cái phán quyết năm 1973 không đúng. Cái quyền phá thai không nằm trong cái quyền con người ở trong hiến pháp. Do đó, họ rút ra khỏi cái này, họ xóa bỏ cái phán quyết năm 1973 và trả cái quyền phá thai lại cho từng tiểu bang tự quyết định thì có tiểu bang ủng hộ phá thai, có tiểu bang không ủng hộ phá thai. Và những tiểu bang mà chả, chống phá thai đó, thì họ còn gây gắt hơn. Họ áp dụng những cái luật lệ gây gắt về vấn đề thai nhi, cũng như là họ, thậm chí là một số tiểu bang họ cấm luôn thuốc phá thai luôn. Như là Texas là, mặc dù cái phán quyết đó đã bị ngưng lại bởi cái tối cao pháp viện của tiểu bang, tuy nhiên thì họ cấm luôn vấn đề thuốc phá thai quý vị thì đây là một trong những cái mà tiêu đề mà Đảng dân chủ đã đưa ra. Thì vừa rồi họ thử nghiệm trong cái cuộc bầu cử đặc biệt họ lấy cái vấn đề phá thai lên để làm cái tiêu đề. Thì thật sự họ chiến thắng ở một số tiểu bang. Kể cả Virginia, kể cả ở Ohio hay là ở Kentucky. Đây là những tiểu bang Ohio và Kentucky là hai tiểu bang màu đỏ mà người dân ở đây vẫn ủng hộ phá thai. <laughs> cho thấy là cái vấn đề này tôi từng nói với quý vị phá thai đứng theo quan điểm của mọi người và nó không có phải là vấn đề liên quan tới lực lệ hay là hiến pháp mà là do quan điểm quý vị đứng về quan điểm bảo vệ sự sống cho thai nhi quyền ra trời quyền ra đời của một đứa trẻ một cái bào thai hay quý vị đứng về cái quyền của phụ nữ là được phép giữ đứa con hay không giữ đứa con giữ cái bào thai hay không giữ bào thai thì quyền đó của phụ nữ thì giữa hai cái quyền này thì tùy theo quan điểm của số đông mọi người họ quyết định do đó tôi từng nói với quý vị là cái này rất khó nói tại vì những người như chúng tôi bảo vệ sự sống thì chúng tôi bảo vệ cho quyền ra đời của đứa trẻ nhưng mà những người mà ủng hộ cho quyền phá thai thì họ nói rằng cái quyền của người mẹ quan trọng hơn cái quyền của người mẹ quan trọng hơn đứa con và chưa thành đứa con, đứa thai nhi chưa thành hình đứa con thì không thể nào mà đặt nặng cái quyền đó. do đó ở Mỹ này nó có cái uh, cuộc là cái cuộc xung đột kéo dài nhiều năm rồi, kéo dài nhiều năm liên quan tới vấn đề phá thai hay không phá thai. thì quý vị nó là một cái vấn đề muôn thuở bởi vì nó không nằm trong luật lệ gì cả, nó nằm trong quan điểm và niềm tin của mỗi một người. do đó năm nay đảng dân chủ sẽ chọn cái tiêu đề chính của họ là phá thai bên cạnh những cái vấn đề kinh tế đối nội đối ngoại vân vân thì cái cái tiêu đề chính của họ năm nay là phá thai không phải là tu chính án số 2 không phải là vấn đề gọi là phân biệt đối xử nữa tại vì cái game phân biệt đối xử đã tan nát từ sau cái chết của George Floyd từ sau cái chết của George Floyd thì sau đó có một số sự tham lam của những người da màu đã bộc lộ quá rõ ràng khiến cho nhiều người đã bắt đầu mất đi cái tình trạng gọi là uh, có cái họ nghĩ rằng là có sự phân biệt nhưng mà cuối cùng họ nhìn ra được cái vấn đề bất đồng về màu da của giữa con người và con người nó không phải là vấn đề lớn mà nó được khai thác sự thù hận của một thiểu số người trong một cộng đồng nào đó thiểu số người gốc Á thiểu số người gốc uh, Phi Châu thực sự con số này không nhiều đa số người Mỹ là bây giờ suốt cả trăm mấy hai trăm năm rồi cái tình hình mà cái tầm mắt mà nhìn giữa người da màu với nhau hay người da trắng là bình thường rồi do đó cái vấn đề kích động cái thù hận trắng đen nó đã không còn có giá trị đối với đảng dân chủ trong cái mùa bầu cử này mùa tới thì tôi chưa biết nhưng mùa này thì coi như là cái vấn đề kích động về cái thù hận chủng tộc của đảng dân chủ không hữu hiệu nữa thứ hai là cái tối cao pháp việt họ dựa trên cái hiến pháp của hoa kỳ họ bảo vệ cho hiến pháp hoa kỳ cho nên họ có 6 ba tức là 6 bảo thủ ba cấp tiến. Thì họ vẫn bảo vệ tối đa cho cái tu chính án số 2, tức là quyền sở hữu vũ khí của mọi người. Các tiểu bang ra luật bây giờ bị lật đổ hết. Các tiểu bang ra luật làm khó về vấn đề mà những người mà mua súng đó, thì bây giờ đã bị lật đổ hết, bị chặn hết rồi. Tại vì nó vi hiến. Do đó gần như cái vấn đề này nó đã được thúc đẩy đẩy nghiên chủ nhưng nó không có mạnh trong năm nay. Thì quý vị chỉ còn lại là cái vấn đề liên quan tới phá thai, là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng Đảng dân chủ họ có sự đồng nhất để làm cái tiêu đề tranh cử của họ trong mùa bầu cử năm nay. Có nghĩa là quý vị sẽ nghe được những cái thông tin liên quan tới vấn đề phá thai nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì đương nhiên giống như tôi nói là từ đây cho tới tháng 11 năm tới, chúng ta còn tới 11 tháng thì bất kỳ một cái biến động nào xảy ra tại nước Mỹ đều có thể tác động tới cuộc bầu cử. Cuộc chiến tranh chiến tranh của Hamas và do Thái nó đã tác động đã tác động trực tiếp tới cuộc bầu cử và cái à, ảnh hưởng cái khối cử tri rất là nhiều. Thì từ đây tới đó còn nhiều biến động. Do đó thì bây giờ trước mắt thì chúng ta thấy rõ ràng không tính tới những biến động thì đảng dân chủ sẽ chọn cái tiêu đề phá thai làm cái chủ trương tranh cử của họ từ quốc hội cho tới ghế hành pháp. Ngược lại bên đảng cộng hòa thì à, họ chọn cái vấn đề an ninh biên giới và di dân bất hợp pháp làm tiêu đề. tại vì đối với đảng cộng hòa thì à, vấn đề phá thai không phá thai họ biết cái này khó nói lắm, nó tùy theo cái tình niềm tin mọi người. cái mà họ làm tới là cái vấn đề di trú và các vị thấy cái bế cái ngân sách dành cho Ukraine đã bị bế tắc. ngày hôm nay bên quốc hội gần như là Zelensky có mặt đó, nhưng mà cũng không vận động được cái ngân sách dành cho Ukraine và do thái khi mà ông Joe Biden đưa ra bởi vì phía Đảng Cộng hòa ở thượng viện lẫn hạ viện họ muốn rằng đính kèm chung với lại cái ngân sách dành cho Ukraine là vấn đề biên giới, ngoại trừ cái vấn đề tăng cái ngân sách cho biên giới ra, họ muốn Joe Biden phải thay đổi tất cả những cái luật lệ về di trú ở biên giới. Tại vì đối với họ, vấn đề biên giới quan trọng. Bởi vì vấn đề biên giới nó ảnh hưởng tới cái uh, nhiều thứ khác ở trong cộng ở trong cái xã hội Mỹ. Thứ nhất là cái vấn đề tội ác trong cộng đồng đã tăng tức là các cái cộng đồng ở nhiều nơi tội ác gia tăng một phần lý do là do di dân bất hợp pháp mang vào đó là cái đầu tiên mà đảng cộng hòa nhấn mạnh điều thứ hai là sự bất ổn trong thị trường việc làm khi mà việc làm đang bị yếu kém và gần như là cái nạn thất nghiệp khá nhiều thì bây giờ di dân bất hợp pháp vào họ phá giá họ sẵn sàng nhận đồng lương thấp hơn điều với những ông chủ để họ nhận chớp trong khi những người hợp pháp ở đây lại không có việc làm. Do đó, cái nạn di dân nó ảnh hưởng thứ hai là cái vấn đề gọi là việc làm trong nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và cái thứ ba, điều lo ngại nhất của Đảng Cộng hòa là đi chung với lại cái nạn di dân bất hợp pháp ở biên giới là tuồn vào Hoa Kỳ. Thứ nhất, thứ nhất là ma túy, chất fentanyl đã khiến cho trên cả trăm ngàn người đã bị thiệt mạng trong mấy năm qua trong cái vấn đề overdose. Thứ hai là nạn buôn người từ trẻ em cho tới phụ nữ tình dục thì nó đã bắt đầu phát triển qua cái ngã biên giới thì đây chính là những cái mà đảng cộng hòa rất cần sơn họ rất lo ngại cái vấn đề này và thứ ba điều quan trọng nhất của họ là an ninh quốc phòng tức là cái ngã biên giới mà xâm nhập vào bất hợp pháp một cách dễ dàng như vậy thì công dân của những quốc gia mà có thái độ thù địch với hoa kỳ từ trung quốc iran cho tới trung á và kể cả trung đông họ xâm nhập vào hoa kỳ để mà thực hiện các cái vụ khủng bố nó sẽ gây nguy hiểm cho nước mỹ do đó cái tâm điểm của đảng cộng hòa năm nay cái chủ trương tranh cử của họ hầu hết tất cả các ứng cử viên hay là các người tái tranh cử kể cả ông trump bên ghế hành pháp đều thúc đẩy mạnh mẽ cái việc đóng cửa biên giới có nghĩa là cái vấn đề của bên đảng cộng hòa là vấn đề biên giới nó quan trọng hơn bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều thứ chứ không chỉ riêng chỉ có di dân bất hợp pháp tràn vào đây. Thật sự tôi đã từng giải thích với quý vị, nước Mỹ là nước của di dân. Do đó nước Mỹ không chống di dân. Và mỗi năm nước Mỹ có một cái số lượng di dân hợp pháp được đến định cư tức nước Mỹ khá đồng mỗi một năm mỗi một tăng. Thì cái vị chuyện này là bình thường. Tại vì nước Mỹ là cái nước gọi là của di dân mà. Tuy nhiên cái mà bên đảng Cộng Hòa chống mạnh mẽ là di dân bất hợp pháp. Nó gây ra nhiều bất công nó gây ra nhiều bất ổn xã hội nó gây ra nhiều cái sự đe dọa về an ninh quốc phòng và nó gây ra tình trạng tội ác cộng đồng cao cho nên đảng cộng hòa muốn rằng là phải có một cái giải pháp cứng rắn trong vấn đề biên giới chính vì vậy mà năm nay cả bên quốc hội lẫn bên hành pháp thì đảng cộng hòa sẽ dùng cái vấn đề di dân bất hợp pháp làm cái tâm điểm tranh cử của đảng cộng hòa là cái tâm điểm tranh cử bên cạnh cái vấn đề đối ngoại bên cạnh cái vấn đề kinh tế thì hai cái vấn đề chính mà đảng cộng hòa đưa ra làm tiêu đề tranh cử là vấn đề di dân di dân bất hợp pháp do đó quý vị nhìn thấy cái xu hướng của hai đảng bắt đầu nhắc nhở vấn đề nhiều và quý vị thấy cái ngân sách của ukraine không bị trận là bởi vì châu bên không chịu cải tổ cái hệ thống di trú ông ta chưa nhượng bộ bây giờ ông ta mới bắn tiếng là nhượng bộ nhưng mà ông ta nhượng bộ bao nhiêu lâu và nhượng bộ được bao nhiêu điểm thì chưa ai biết hết Do đó, cái ngân sách mà dành cho tài trợ Ukraine và do Thái cũng như là một số những cái khác ở bên Á Châu đó, nó bị bế tắc ở trên sàn thượng viện. Tại vì đảng Cộng hòa năm nay họ nhấn mạnh cái vấn đề di dân bất hợp pháp. Họ muốn thay đổi cái luật di trú mà Joe Biden đã ban hành cách đây 2 năm. Thì họ muốn thay đổi lại toàn bộ. Nếu đảng Dân Chủ muốn thông qua những cái dự luật về ngân sách thì họ phải chấp nhận thay đổi cái vấn đề gọi là liên quan tới luật di trú thì quý vị đây là một trong những cái điều mà hai đảng sẽ đưa hai tiêu đề khác nhau và tùy theo nếu mà tôi nói không có những biến động bất ngờ xảy ra thì đây sẽ là hai cái điểm tranh cử và hai cái điểm tranh luận cho tất cả các ứng cử viên từ bên phía cộng hòa tới phía dân chủ từ bên ghế quốc hội cho tới ghế hành pháp cuộc tranh luận của ông trump với biden cũng sẽ trong vấn đề này thì quý vị đây sẽ là một trong những cái tiêu đề tranh cử mà hai đảng đã đưa ra trong cái mùa năm nay Mùa tới thì chúng ta chưa biết Nhưng mà mùa năm nay tôi thấy được là Hai vấn đề này nổi bật nhất Ở trong cái uh, cuộc tranh cử của Hoa Kỳ Và quý vị thấy Giữa hai vấn đề Thì cái vấn đề di dân vẫn được xem Là quan trọng hơn Do đó tại sao rating của ông Trump Cao hơn Joe Biden Là bởi vì ông nói ra được cái vấn đề Rây rứt của người dân Còn cái vấn đề phá thai Nó quan trọng nhưng Nó bị giới hạn có nhiều người không quan tâm phá thai không phá thai nó bị giới hạn nhưng người ta quan tâm tới việc làm người ta quan tâm tới kinh tế người ta quan tâm tới uh, mức độ tội ác thì những cái này nó đều liên quan tới thành phần di dân bất hợp pháp chính vì vậy mà tại sao các cuộc thăm dò của những cái công ty truyền thông kể cả cánh tả đều cho thấy là ông trump gác điểm joe biden tại vì đây là vấn đề người dân hoa kỳ quan tâm nhiều hơn so với vấn đề của phá thai so với vấn đề của phá thải chính vì vậy mà trong giai đoạn này chúng ta thấy là ông trump có nhiều cái tin tốt hơn về mặt bầu cử ngược lại joe biden thì bị nhiều tin xấu và cái điều mà quan trọng nhất là dường như cái tuổi tác của ông ta và cái ông ta đã thất hứa với một số thành phần cánh tả bây giờ họ đang muốn giật ông ta xuống do đó họ đưa rất nhiều những cái cuộc thăm dò những cái tin rất xấu liên quan tới joe biden bao gồm luôn cái việc mà sắp sửa tiến trình đàn hạch đối với ông ta vào thứ năm sắp tới hạ viện sẽ bỏ phiếu thứ hai điều tra con trai của ông ta về tình trạng khai man và kể cả trốn thuế rồi có những cái quan hệ với đối tác nước ngoài trong cái tiến trình đàn hạch với Joe Biden và ừm, thứ ba là ông ta ủng hộ cho do thái nhưng cái cách ủng hộ của ông ta đã gây phản ứng ngược khiến cho khối cử tri trẻ nó không đồng ý Joe Biden giải quyết cái vấn đề của Do Thái và Hamas. Trong khi đó quý vị còn nhớ lúc mà ông Trump lên không? Ông đem tòa đại sứ của Hoa Kỳ từ từ ở Tel Aviv về Jerusalem không? Thì cũng có những người phản ứng. Nhưng mà cuối cùng quý vị mọi việc ổn đâu vào đó. Là bởi vì ông Trump giải quyết một cách dứt khoát vấn đề. Trong khi đó Joe Biden giải quyết theo kiểu ở mờ. À. Nương này chút, nương bên kia một chút. Chính vì vậy ông ta bị bắt file tức là khối khán giả trẻ và khối khán giả của đảng Dân Chủ bị chia rẽ trong vấn đề của Hamas và của Do Thái là bởi vì cái chính sách mơ hồ của ông ta. Do đó, tại sao chúng ta thấy những cái tin tiêu cực về Joe Biden trong giai đoạn này nhiều? Nhất là trước của cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vào uh, uh, ngày 15 tây tháng 1. 15 tây tháng 1 cho tới uh, cuối tháng 6 sẽ là cái phần bầu cử sơ bộ. Tôi đã giải thích hôm trước cho quý vị là tới mùa bầu cử thì có hai à, tới mùa bầu cử tổng thống đó tổng tuyển cử thì có hai cuộc bầu cử thứ nhất bầu cử sơ bộ thứ hai là bầu cử chính thức tức là tổng tuyển cử thì bầu cử sơ bộ tức là đảng nào bầu theo đảng đó cho cái vị trí tổng thống và thứ hai là các à, trên cái kênh quốc hội đó thì họ sẽ bắt đầu tái tranh cử trở lại trong các cái vị trí quốc hội và thứ ba các khu vực địa phương thì bầu cử sơ bộ nó không phải là giữa đảng bầu với đảng mà họ sẽ chọn hai người họ sẽ chọn cái người nào mà được trên 50% phiếu thì khỏi tranh cử vào tháng 11. Còn nếu như mà cái vị trí đó mà có nhiều người tranh quá và không ai hội tụ đủ 50% tốt số phiếu thì tháng 11 sẽ chọn hai người cao phiếu nhất vào chung kết. Thì cái cuộc bầu cử nó là nó gọi là primary uh, primary election nhưng mà thật sự thì quý vị, chúng ta dịch ra bầu cử sơ bộ thì nó cũng đúng, nhưng mà sơ bộ này không phải mang tính chất đảng phái không. Mà ở cấp địa phương, ví dụ như là ở quận Cam bây giờ là đang bầu cử à, chuẩn bị cho cái à, bầu ghế giám sát viên quận Cam khi mà anh An Trương đổ hết nhiệm kỳ. Và out term. Thì bây giờ có rất nhiều ứng cử viên gốc Việt ra đó. Thì nếu như mà người nào trên 51% thắng luôn. Khỏi bầu cử tháng 11 nữa. Họ không cần tham gia bầu cử tháng 11 nếu họ được 51%. Còn nếu có nhiều ứng cử viên quá bị chi phiếu, không ai hội đủ 50% phiếu, thì bắt buộc là hai người cao phiếu nhất sẽ vào chung kết trong cuộc bầu cử tháng 11. Do đó bầu cử sơ bộ nó không có phải cái ý nghĩa riêng dành cho đảng phái. Tức là đảng bầu theo đảng đó. Mà nó còn dành cho những vị trí ở địa phương nữa. Thì quý vị bầu cử sơ bộ là từ tháng 15 tới tháng Giêng cho tới cuối tháng 6. Thì tại sao nó như vậy? Là bởi vì có nhiều tiểu bang họ chọn cái thời điểm bầu cử của họ dành cho sơ bộ. Ví dụ như là tiểu bang New Hampshire là cái tiểu bang đầu tiên. New Hampshire với Iowa là hai cái tiểu bang đầu tiên sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ. Thì nó gọi là những ngày Super Tuesday, tức là ngày siêu thứ ba. Thì quý vị sẽ thấy là từ tháng 15 tây tháng 1 nha, là ngày thứ ba rồi sau đó tới tháng 3 là cái cuộc à, gọi là Super Tuesday của tháng 3. Rồi tới cái Super Tuesday của tháng 6. Tức là những cái ngày thứ ba trong những cái tháng quan trọng nhiều tiểu bang họ bầu cử trong tùy theo họ chọn tháng nào. Thì mỗi một tiểu bang đều có cái thời điểm riêng. Nhưng mà tất cả sẽ phải kết thúc trước ngày 30 tháng 6. Tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ phải kết thúc trước ngày 30 tháng 6 và sau ngày 30 tháng 6 bước qua tháng 7 thì coi như sẽ chúng ta sẽ đi vào tổng tuyển cử, tức là các uh, các đảng sẽ cử người của mình ở các vị trí. Rồi thứ hai là những người nào mà không thắng đủ 50% sẽ chuẩn bị cho cái uh, lần bầu cử thứ hai vào tháng 11. Và kể cả ghế tổng thống. Ghế tổng thống thì mỗi đảng cử một người. Còn trong bầu cử sơ bộ thì uh, ví dụ như là cái vị trí của dân biểu quốc hội ở cái đơn vị 5 mà bây giờ có một người của đảng cộng hòa ở đó là của đảng cộng hòa bây giờ có một người ra tranh thì bây giờ sơ bộ là giữa hai người của cùng đảng với nhau chọn cái người cao phiếu nhất vào vòng trong để đấu với đảng dân chủ đấu với đảng đối lập thì quý vị đó là cái cách bầu cử tại hoa kỳ gọi là bầu cử sơ bộ tức là không phải là chỉ riêng về đảng phái không thì trong cái cuộc bầu cử năm nay thì như tôi đã từng tiên đoán với quý vị là đảng Cộng Hòa có thể nắm lại cả lưỡng viện quốc hội. Tại vì trên sàn Hạ viện hiện nay thì họ được 220 phiếu. Mất đi ông George Santos rồi. Ông đã bị trục xuất ra rồi. Thì còn lại 220 phiếu. So với đại dân chủ là 212 phiếu. Thì kỳ này cộng lại thì quý vị chúng ta mới có là 232 phiếu thôi. Còn 3 phiếu trống. Tức là của ông George Santos và hai ghế trống. Thì tổng cộng là 435 ghế. Thì bây giờ cộng hết hai phía lại thì cũng mới 432 ghế thôi. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ bầu lại hết tất cả vị trí của Hạ viện. Thì Hạ viện thì cứ 2 năm bầu một lần. Còn trên sàn Thượng viện thì 6 năm bầu một lần. Nhưng mà sàn Thượng viện thì không bầu toàn bộ. 1 phần 3. 1 phần 3 của Thượng viện sẽ được bầu trong mùa năm nay. 1 phần 3 tức khoảng là 33 phiếu. Thì quý vị thấy 33 ghế. Thì trong 33 ghế đó, đảng Cộng Hòa phải tái tranh cử lại 10 ghế. Đảng Dân Chủ tái tranh cử lại 20 ghế và có ba ghế độc lập thì do đó tại sao hôm nay tôi nói đảng cộng hòa có thể nắm lại bởi vì đảng dân chủ có những vị trí sắp sửa bị mất thứ nhất là Joe Manchin là ông là thượng nghị sĩ của đảng dân chủ đại diện cho tiểu bang West Virginia ông chính thức không còn làm tranh cử nữa có thể ông ra tranh cử chức tổng thống chưa biết được nhưng mà về cái chức thượng nghị sĩ ông về hưu thì cái ghế này trống thì tiểu bang West Virginia bây giờ là tiểu bang đỏ Do đó, gần như là cái ghế thượng nghị sĩ này có thể nằm trong tay của Đảng Cộng hòa. Là Đảng Cộng hòa lấy được cái ghế này từ tay của Đảng Nhân chủ ở tiểu bang West Virginia. Và cái tiểu bang thứ hai là tiểu bang Arizona thì bà Christine Cinema trước đây là của Đảng Nhân chủ. Sau đó bà đổi qua là à, dân cử độc lập, tức là bà không còn Đảng Nhân chủ nữa thì cái ghế này sẽ do ba phía đánh, Cộng hòa, dân chủ và độc lập, tức là bà phải tái tranh cử lại rồi bên dân chủ cử một người ra bên cộng hòa cử một người ra thì cái ghế này có thể đảng dân chủ mất tại vì đảng dân chủ bị chia phiếu đảng cộng hòa có thể lấy lại tại vì trước này nếu nó dồn cho bà cinema thì bà thắng tại vì bà đã của đảng dân chủ nhưng bây giờ bà tách ra độc lập thì bà lôi được một số phiếu của đảng dân chủ qua bên bà rồi đảng dân chủ đưa người ra thì cái khối phiếu của họ bị chia rồi một phần đi theo bà cinema một phần ở lại với cái người mới còn Đảng Cộng hòa nó soloic một người thôi. Do đó, cái ghế ở Arizona Đảng Cộng hòa sẽ lấy lại. Mà nếu lấy lại hai ghế này thì coi như Đảng Cộng hòa gần như nắm chắc là 51 ghế rồi. Do đó, tôi nói thượng viện năm nay Đảng Cộng hòa lấy lại, còn hạ viện thì chúng ta chưa biết, nhưng bây giờ Đảng Cộng hòa đang nắm khoảng đa số. Thì để coi cái cuộc bầu cử sắp tới chúng ta mới biết được. Thì nếu nó nắm luôn Quốc hội tức là hạ viện lẫn thượng viện thì có nghĩa là ghế hành pháp đảng cộng hòa có thể thắng khi mà họ thắng cả cả lưỡng viện thì họ sẽ thắng luôn ghế tổng thống thì cái vị do đó năm nay tôi dự đoán là đảng cộng hòa sẽ nắm lại quyền điều hành ở hạ viện thượng viện và ghế hành pháp và như vậy có nghĩa là chính sách nước mỹ sẽ bị thay đổi tất cả những chính sách của joe biden sẽ bị lật đổ và thay vào đó là những chính sách do đảng cộng hòa đưa ra đây là cái sự thay đổi của nước Mỹ và chúng ta phải chuẩn bị cái tâm lý thay đổi này. Có những thay đổi sẽ tạo sự tích cực hơn, nhưng có những sự thay đổi sẽ tạo sự tiêu cực hơn. Thì tùy theo cái giai đoạn thời điểm đó, nhưng mà cuộc bầu cử Hoa Kỳ nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ chính sách của Hoa Kỳ trên thế giới luôn. Do đó cái vị tại sao mà cả thế giới tập trung chú ý vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những ngày Super Tuesday, tức là những ngày thứ ba. Và đó là lý do tại sao tôi làm cái chương trình gọi là Chiến thắng thứ ba tức là Tuesday Forum để chúng ta tập trung vào những cái vấn đề liên quan tới hành pháp, lập pháp, tư pháp và bầu cử. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho các bài nói chuyện ngày hôm nay để cho quý vị thấy được cái tiêu đề tranh cử của mỗi đảng cũng như là cái cách bầu cử nó ra sao như thế nào. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.